Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội mở bán gần 20 triệu đồng một mét vuông. Tỷ lệ văn phòng chống ở thành phố Hồ Chí Minh có thể tăng gấp 5 lần. Người dân Hồng Kông xếp hàng dài để mua nhà. Thưa quý vị, dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn được mở bán lần đầu với giá gần 20 triệu đồng một mét vuông, mức cao nhất từ trước đến nay Sở xây dựng Hà Nội vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê mua nhà ở xã hội đợt 1 tại dự án nhà ở xã hội tại lô đất HH02A thuộc nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, NHS Trung Văn từ ngày 28 tháng 3. Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 2.700m2 với 32 tầng nổi, 2 tầng hầm. Chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư xây dựng NHS với tổng mức đầu tư hơn 570 tỷ đồng. Dự án gồm 275 căn hộ, trong đó 225 căn hộ nhà ở xã hội, 50 căn thương mại. Tại đợt đầu tiên, số căn hộ nhà ở xã hội mở bán là 157 và 68 căn cho thuê. Theo thông báo của Sở Xây dựng, giá thuê căn hộ khoảng 99.000 đồng một mét vuông một tháng, còn giá bán là hơn 19,5 triệu đồng một mét vuông, đã bao gồm VAT và phí bảo trì 371.869 đồng một mét vuông. Đây là mức giá bán dự án nhà ở xã hội lần đầu cao nhất từ trước đến nay tại Hà Nội. Trước đây mức giá được phê duyệt thường từ 13 đến 17 triệu đồng mỗi mét vuông. Như vậy để sở hữu căn nhỏ nhất diện tích 69,9 mét vuông tại dự án NHS Trung Văn, người mua cần bỏ ra khoảng 1,39 tỷ đồng và 1,52 tỷ đồng cho căn lớn nhất diện tích 76,8 mét vuông. Khách hàng sẽ được ký hợp đồng mua bán trong quý 2 và quý 3 năm nay và dự kiến nhận nhà vào đầu năm 2025. Sở xây dựng Hà Nội sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê mua dự án từ nay cho đến hết ngày 11 tháng 5. Giám đốc Bộ phận Chiến lược và Giải pháp cho khách thuê của Nai Frank Việt Nam chia sẻ, việc thị trường văn phòng hạng A và hạng B tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị bỏ trống đến 25% là điều chưa từng xảy ra trước đây. Các chủ tòa nhà nên chuẩn bị tinh thần khi thị trường văn phòng chuyển mình. Nhận định trên xuất phát từ báo cáo gần đây của Knight Frank Việt Nam cho biết, tỷ lệ chống văn phòng hạng A tại thành phố Hồ Chí Minh trong quý 1 năm sau sẽ cao gấp 5 lần hiện tại. Không chỉ vậy, tỷ lệ chống đối với văn phòng hạng B vào năm 2025 cũng sẽ đạt mức cao nhất trên thị trường trong vòng hơn một thập kỷ. Nhận định về thị trường văn phòng thành phố Hồ Chí Minh, trường bộ phận nghiên cứu và tư vấn của CBRE Việt Nam cũng dự đoán nguồn cầu sẽ trầm lắng trong 6 tháng đầu năm do doanh thu của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế. Đơn vị này cho rằng đa số khách thuê sẽ có xu hướng tạm hoãn lại các quyết định thuê mới hoặc mở rộng mặt bằng. Thay vào đó, họ sẽ tiến hành ký gia hạn hợp đồng thuê ngắn hạn. Dù vậy, thị trường dự kiến vẫn bổ sung lượng lớn diện tích văn phòng cho thuê trong tương lai gần. Knight Frank thống kê có hơn 130.000 m2 diện tích văn phòng của các dự án sắp đi vào hoạt động trong vòng 12 tháng tới. Điều này sẽ góp phần khiến tỷ lệ chống đối với văn phòng hạng A lên đến 25% vào quý 1 năm 2024, tăng gần gấp 5 lần so với mức 4,9% của cùng kỳ năm 2023. Đối với thị trường văn phòng hạng B, hiện tỷ lệ chống khoảng 12,3%, tăng 4,4 điểm phần trăm kể từ quý 4 năm 2022. Đây là hệ quả của việc khách thuê thu hẹp diện tích sàn kinh doanh, trả mặt bằng hoặc chuyển sang thuê các tòa nhà của riêng họ. Phân khúc này sẽ đón thêm 295.053 m2 diện tích sàn vào năm 2025. Do đó tỷ lệ chống sẽ tăng gần gấp đôi đến 23%. Các chuyên gia của Knight Frank dự báo tỷ lệ chống sẽ duy trì ở mức trên 10% trong vòng 12 đến 24 tháng tới. Các chuyên gia tin rằng thị trường bất động sản Hồng Kông có thể khởi sắc trong khoảng thời gian còn lại của năm. Điều này xuất phát từ việc người mua nhà tại đây đã quyết định xuống tiền nhiều hơn trong bối cảnh các ngân hàng thương mại giữ nguyên lãi suất thế chấp. Cơ quan quản lý tiền tệ Hồng Kông đã tăng lãi suất cơ bản lên mức 5,25%, con số cao nhất trong vòng 15 năm qua. Động thái này được đưa ra sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Tuy nhiên, những ngân hàng lớn tại Hồng Kông đã quyết định không tăng lãi suất. HSBC và ngân hàng Trung Quốc vẫn giữ nguyên lãi suất cho vay ở mức 5,625%. Ngân hàng Standard Chartered cũng giữ lãi suất cơ bản ở mức 5,875%. Khoảng 1.300 căn nhà đã được bán ra trong tháng này, mức doanh số sẽ dễ dàng đạt tới con số là 2.300 căn khi hết tháng 3, gần gấp đôi số liệu trong tháng trước và là mức cao nhất trong vòng 28 tháng. Việc Trung Quốc mở cửa trở lại biên giới cũng đang thúc đẩy niềm tin của các nhà đầu tư bất động sản. Sự phục hồi kinh tế cũng sẽ góp phần nâng cao nhu cầu về nhà ở tại Hồng Kông. Các đại lý cho biết đã bán tất cả 179 căn hộ trong dự án In One thuộc khu dân cư Homantin. Các căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ được chào bán với giá từ 7,97 triệu đô la Hồng Kông, tương đương với 1,015 triệu đô la Mỹ đến 30,45 triệu đô la Hồng Kông, tương đương 3,9 triệu đô la Mỹ những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại